Mến chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Duy Trần. Và hiện tại Duy đang đi ở dưới tầng hầm thứ nhất. Đi quay lại con. Và quý vị đang được cùng Duy đi xem những hình ảnh tại khu trung tâm thương mại Vincom thuộc ở khu đô thị Times City do tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay là tập đoàn Vingroup xây dựng. Đâu, mẹ với lại em đâu con? Vâng thưa quý vị, đi chơi với gia đình, đặc biệt là những cái em bé nhỏ. Ăn kem á? Ok. Con biết là quán kem ở đâu bán không? Ở đâu? Đồ thể thao, thưa vị. Lúc này Duy đi thì là khoảng tầm 9 giờ đêm ngày 15 tháng 8 âm lịch, tức là ngày đêm rằm trung thu, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái em bé và gia đình đưa con đi chơi. Đây cũng là một trong những lựa chọn của rất là nhiều các gia đình hiện tại đang sống ở Hà Nội vào những dịp trung thu, dịp Tết, dịp lễ hội hoặc là những ngày cuối tuần được nghỉ. Bởi vì khi đến đây ý, chúng ta có thể mua sắm này, ăn uống này, đặc biệt nữa là lúc nào cũng mát mẻ vì hệ thống điều hòa ở dưới đây được bật liên tục. Hả? Đây là lối về xuống hầm đỗ xe. Mình đi này là tí lạc, tí không biết là tìm đến chỗ đỗ xe ở đâu. Vâng, rất là đông. Các mặt hàng cũng rất đa dạng quý vị. Wow. Cái tiệm này sâu. Đây là gian nội thất xuyên sang cả bên kia luôn. Nội thất rất đẹp. Giường tầng. Giường. Chân nhẹ đúng không? Đêm này cũng nó theo giường luôn này em. Đêm em giờ em đang trưng bày sẽ là 1m6 x 2m, tổng sử dụng 2-3 người, sử dụng 6 cm, lô sau lô truyền thống ạ. Thì trên sẽ là một tấm thân phát chéo, anh chị có thể có cái đọc sức như chút tốt khi ngủ ạ. Sẽ có một dáng thoải mái nhất. Thì phía trên này sẽ là 16 lô truyền thống để thiết kế một chiếc này cưới tủ sách mini hoặc là một số vật dụng khác đấy để phòng này cũng là một cửa những hạng vật đấy rất là
Cái này là kèm theo cái bộ của nó luôn. À cái này riêng. À còn giường là chỉ mỗi cái này thôi. Đệm bên em là chưa bao gồm view một giường. Nếu mà mua bộ sản phẩm là gồm có giường, sofa, mặt sàn hay cái đôn. Chưa bao gồm đệm. Cái này bao nhiêu tiền? Bộ bên đang có giá là 36 à 33.940 ạ. Đấy ạ. Chưa bao gồm đệm. Ba bộ nhé, sản phẩm cứ tự động hút vào đấy để giữ sức khỏe luôn đấy ạ. Hôm nay anh đi chơi nhiều nơi chưa ạ? Anh đi được nhiều nơi rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Đây là để mua hàng thì sẽ liên hệ như thế nào? À thì anh có chỉ Zalo, em có thể gửi. Số của em đang đọc số mà. Số của em thì số của công ty ạ. À, thế à? Thôi em cho số của công ty, nếu mà ai mua thì hỏi thôi. Còn anh thì đây đúng em. Zip. Cảm ơn em nhiều. Vẫn vì những cái không gian ở những ngôi nhà hiện đại thì rất là nhỏ hẹp. Cái đó cũng là một trong cái ý tưởng là rất là hay của các nhà cung cấp, nhưng mà khi thấy rằng giá để dành cho những gia đình gọi là có điều kiện, người bình thường thì rất là khó mua vì thu nhập không ạ. Đây giường đơn. Giá là 16.990 ạ. À 16 triệu. Còn cái thùng kia bên cạnh là bao tiền? Bên cạnh sẽ có giá là 6.390 ạ. À. Còn gỗ sồi hết. Vâng, gỗ sồi hết. À, gỗ kia là tràm ạ. À, kia là tràm. Vân yên sồi ạ. Đấy. À. Để tạo vân ấy ạ. À. Còn gỗ sẽ là gỗ kia là tràm. Thịt ạ. À kiêm giường nằm luôn. Ờ toàn thiết kế kiểu ấy nhỉ. Kế được không gian hay quá. Ơi Nhi. Nhi răng. À. Để 50 phút nó được dưới ra hết ạ. Còn một cái sản phẩm bông cứng bông ép thì không thuộc bên em. Đấy ạ, chưa chuyển được ra được. Cái này là gần gần đúng không? Hay đấy em ạ. Đẹp. Đẹp. Thì trên sẽ là một lớp cao su tự nhiên ạ. Thì dưới đây là mút cao cấp. Đấy là bông ép ạ. Đấy chế đệm bên này. Và những lỗ này tạo thông thoáng cho lưng. Đấy đúng không? Thoáng khí đấy ạ. Hay quá. Cái đệm của bên em 1m6 x 2m đang có giá là 9.900. Đấy ạ, 1m6 x 2m. Đường 3 mấy triệu mà. Cái này trên hình như trên 32, còn cái này là 36 này. Thực ra cái này cái này hay. Cái này là ấy đặt ấy ra giường ở đây đúng không? Đúng rồi đấy. À, con tránh em này. Ờ, tôi cứ à, cái này hay này. Còn cái này là cố định đúng không? Đúng, phía trên đấy, cố định. Cái này nhà anh hai đứa này, vừa phù hợp. Hai cái ở riêng nhỉ, tách phòng nhỉ? Chuẩn bị trong tương lai. Con để xem cái này hợp lý này. Nhìn đi tránh em nào. Nhìn tránh rồi. À, sách vẫn để trong đấy được. Vâng ạ, túi đồ trong đây. Có thể giường rộng phết kìa. Giường bên sẽ là 1m2 x 1m9 ạ. Phía trên sẽ là giường định. Ờ. À, còn 3 thùng sẽ điểm áo luôn á. Ừ. À, ngoài ra, từ dưới mức bực, thứ 2 nhanh khi thấy sẽ là một ngăn kéo cho bé để đồ. Ừ. À, bên này. Ơi. À, đây. Ờ. Mơ mơ. Cái cạnh sẽ là một thùng gói sách, cái này luôn. À. Từ dưới nó có thể giày dép, giày dép. Hay quá nhỉ.
tuyệt vời. Sản phẩm lên tất cả sẽ là 4 mét vuông. À. Nhà anh sẽ rơi được bao nhiêu mét vuông? Tôi đừng lên con. Cái phòng ngủ của anh bé bằng mười mấy thôi. Mấy cho em ngủ luôn, ba mươi mấy đó. Cái này bao nhiêu? Em ở bao nhiêu? 36 triệu. À không, mét vuông anh diện tích. 4 mét vuông. 44 à, diện tích 4 mét vuông. Cái này chưa đạt được 19 triệu. 7 triệu 6 một đêm ạ, 10 triệu 6 một đêm ạ. 50 triệu. Nhi đi về đi, mọi người về hết rồi con. Ờ, cảm ơn em nhiều nhé. Đây. Hai cái này. Cái này nó có từ lâu rồi mà, nhưng mà mình chưa tiếp cận. Cái nhà Huyền nó là bàn làm bàn nước gập hết. Ờ. Ừ. Nhà Huyền bốn mấy nha? 48. Nhưng nó thiết kế đẹp. Mình mà làm thiết kế phòng ngủ của hai bố mẹ thì chỉ cần một cái giường kia. Rồi cái giường của bố Như với Nhi chỉ cần giường kia kia bàn học luôn. Để hai chị em ngồi để rộng cả bố. Ừ. Mình mà lên lối này thì ở mình xuống. Thôi, bây giờ đi, bây giờ mình đi quay lại đi. Quay lại đến Quy. Một cái đường này nếu mà có người khác thì đẹp. Cái điện thoại kia của anh đâu? Em mở ra chụp ảnh đi. Vâng thưa quý vị, khi đến đây rồi thì thực ra diện tích nó rất là rộng. Mình thì ít khi đến. Cho nên là để tìm cái chỗ mà gửi xe thì thực sự là phải... Thế là cũng gian nan. Cho nên là trước khi Duy đến thì Duy lên đây, Duy gửi xe thì Duy sẽ chụp ảnh cái vị trí mà chiếc xe để khu P4, P4, P3. Bây giờ là 10 giờ 5 phút rồi quý vị ạ. Nên mọi người, các gian hàng bắt đầu đi nghỉ và Duy cứ nghĩ rằng còn sớm rồi. Mình tại mình đi muộn quá. Hả? Mình đi tầm 8 rưỡi. 8 rưỡi mình bắt đầu đi đúng không? Ủa? Cái đường của em có thấy màu trắng đen nhất đi em. Ờ, trắng đen. Chưa, mình cứ đi lên. Cứ lên đây đã. Đây này mình. Mình làm mấy nhỉ? P4. P4. Vâng thưa quý vị, lúc này khoảng 10 giờ đêm, ánh điện đã bắt đầu giảm dần rồi để cho mọi người mua sắm biết rằng là đã đến giờ siêu thị đóng cửa. Và video của Duy khám phá về khu Vincom, khu đô thị Vincom thuộc Tham City cũng xin được tạm dừng ở đây. Quý vị nhớ chia sẻ, nhấn like cũng như là hãy nhấn đăng ký và tích vào một chuông để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị thì các bạn sẽ là người đầu tiên sập chúng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trải nghiệm tiếp theo. Tôi là Duy.